Hello, xin chào các bạn. Đây là clip thứ 20 và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại thành phần chỉ thời gian trong câu ở trong tiếng Đức nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng xem lại những giới từ nào để trả lời cho các câu hỏi liên quan tới thời gian trong tiếng Đức. Mình làm clip này bởi vì rất là nhiều bạn học sinh hay bị lẫn lộn giữa các giới từ để trả lời cho các thành phần câu mà có liên quan tới thời gian. Đầu tiên thì mình sẽ liệt kê ra những từ để hỏi nào được dùng để hỏi những ý liên quan tới thời gian. Thứ nhất chúng ta có từ wann. Wann, bao giờ, khi nào. Thứ hai là wie lange, bao lâu. Wie lange. Wie lange có một cách hỏi nữa là von wann bis wann. Von wann bis wann, từ khi nào tới khi nào. Từ thứ ba là seit wann. Seit wann, kể từ bao giờ. Ab wann. Ab wann, kể từ khi nào. Lát nữa mình sẽ phân biệt rõ hơn là seit wann và ab wann khác nhau cái gì. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên là wann, chúng ta có rất nhiều giới từ. Mình sẽ đi từ đơn vị chỉ thời gian nhỏ nhất, đó là thời gian giờ, cho đến những cái thời gian lớn hơn như là tháng, năm, vân vân để các bạn có thể hệ thống dễ hơn. Đầu tiên là giờ, Uhrzeit, thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ là um. Ví dụ, vào lúc 7 giờ, um 7 Uhr. Vào lúc 9 giờ 15, um 9 Uhr 15. Và lúc 8 giờ, um 8 Uhr. Các bạn nhớ là cứ đi với thời gian chỉ giờ là vào lúc nào đó, vào lúc mấy giờ. Sau đó đến thời gian trong ngày, Tageszeiten. Thời gian trong ngày có nghĩa là các buổi, sáng, trưa, chiều, tối, vân vân. Thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ là am. Am là từ viết tắt của an đêm, tức là vào buổi sáng hay vào buổi chiều. Do những cái danh từ mà chỉ buổi trong ngày này nó có giống là giống đực, cho nên ở dative thì người ta sẽ chuyển thành đêm hết. Và khi mà an đêm đứng cạnh nhau thì người ta sẽ viết tắt là am. Ví dụ như buổi sáng, am morgen. Am morgen. Buổi trưa, am mittag. Am mittag. Buổi chiều, am Nachmittag, am Nachmittag. Và buổi tối, am Abend, am Abend. Nhưng đặc biệt là buổi đêm thì không còn là der mà sẽ chuyển thành die Nacht. Ngoài ra giới từ cũng không còn là an mà sẽ là in der Nacht, vào buổi đêm, in der Nacht. Các bạn nhớ nhé, với các buổi trong ngày thì chúng ta sẽ có được giới từ am cộng với các buổi trong ngày, chỉ có buổi đêm thì sẽ là in der Nacht. Tiếp theo là các thứ trong tuần, Wochentage. Wochentage, chúng ta có từ thứ hai cho đến chủ nhật đúng không? Tất cả các ngày trong tuần đều có giống đực der, cho nên khi mà sử dụng giới từ an thì các bạn cũng sẽ chuyển thành dative, tức là an dem. Do đó chúng ta sẽ học luôn là am. Ví dụ vào thứ hai, am Montag. Thứ ba, am Dienstag. Thứ tư, am Mittwoch. Thứ năm, am Donnerstag. Thứ sáu, am Freitag. Thứ bảy, am Samstag. Chủ nhật, am Sonntag. Và cuối tuần, das Wochenende. Nhưng mà người ta cũng sử dụng giới từ am, cho nên chúng ta sẽ nói là am Wochenende, vào cuối tuần. Sau ngày trong tuần thì chúng ta sẽ đến tháng. Tháng thì các bạn biết là một năm có 12 tháng, từ Januar cho đến December. Và tất cả các tháng trong năm cũng có giống đực der. Cho nên khi mà đi với giới từ in thì người ta sẽ chuyển thành là dem. Vì thế chúng ta sẽ nói là in dem. Và in dem thì người ta sẽ nói là im. Ví dụ vào tháng 1 thì người ta sẽ nói là im Januar. Tháng 2, in February. Tháng 3,
März, tháng 4 im April, tháng 5 im Mai, tháng 6 im Juni, tháng 7 im Juli, tháng 8 im August, tháng 9 im September, tháng 10 im October, tháng 11 im November, tháng 12 in December. Đối với trường hợp là các mùa trong năm, ví dụ xuân, hạ, thu, đông, thì tất cả các mùa cũng có mạo từ là der, giống đực. Cho nên khi thêm giới từ in, các bạn sẽ chuyển thành dative là dem. In dem thì sẽ chuyển thành im. Im Frühling vào mùa xuân, im Sommer vào mùa hạ, im Herbst vào mùa thu, im Winter là vào mùa đông. Rồi nếu mà khi các bạn muốn nói là vào năm nào đó, ví dụ như vào năm 1997, thì các bạn nhớ là trong tiếng Đức người ta không sử dụng giới từ nào hết, người ta chỉ đơn giản nói là 1997 thôi, rất là khác biệt so với tiếng Anh. Nên phần lớn chúng ta rất hay nhầm và chúng ta hay nói là in, nhưng thực ra là không có một cái giới từ nào đây cả. Các bạn chỉ cần nói là 1997. Câu hỏi wann, khi nào mà các bạn muốn hướng tới một thời điểm trong quá khứ, ví dụ như cách đây 3 tuần, thì các bạn sẽ sử dụng giới từ là vor. Vor đi với dative và nó thường đi với khoảng thời gian. Ví dụ như cách đây 3 tuần tôi đã bay tới nước Đức chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói là vor drei Wochen bin ich nach Deutschland geflogen. Vor drei Wochen bin ich nach Deutschland geflogen. Các bạn nhớ nhé, nếu như một khoảng thời gian, một cái thời điểm đã diễn ra cách đây một cái khoảng thời gian như thế nào đó, trong vài tuần hay là vài năm hay gì đó, thì các bạn sẽ sử dụng giới từ là vor. Ví dụ như là một ngày trước là vor einem Tag, một năm trước vor einem Jahr, hai năm trước vor zwei Jahren. Còn nếu như cũng câu hỏi văn nhưng các bạn trả lời là một thời điểm trong tương lai, ví dụ như hai ngày nữa tôi sẽ bay sang Đức, hai ngày tiếp theo kể từ thời điểm đang nói hiện tại, thì các bạn sẽ sử dụng giới từ in. In cộng với khoảng thời gian, ví dụ như hai ngày nữa là zwei Tage, nhưng mà in đi với dative cho nên chúng ta sẽ nói là in zwei Tagen. In zwei Tagen fliege ich nach Deutschland. In zwei Tagen fliege ich nach Deutschland. Còn nếu như 3 tuần nữa thì sao? 3 tuần nữa, 3 tuần là drei Wochen, và 3 tuần nữa sẽ là in drei Wochen. In drei Wochen fliege ich nach Deutschland. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về câu hỏi wie lange, hoặc là von wann bis wann. Wie lange, von wann bis wann, có nghĩa là bao nhiêu lâu, trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Wie lange lernst du schon Deutsch? Bạn học tiếng Đức được bao nhiêu lâu rồi? Nếu như từ 6 tháng nay thì các bạn sẽ nói là seit sechs Monaten. Seit là một giới từ đi với dative, vì thế khi mà các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ nhớ những cái đặc điểm của dative, ví dụ như thêm chữ n sau những cái danh từ ở số nhiều, ví dụ như Monate là số nhiều, nhưng mà mình ở dative thì mình sẽ phải thêm chữ n nữa, có nghĩa là nó sẽ chuyển thành là seit sechs Monaten, hoặc là từ 2 tuần nay seit zwei Wochen, từ 1 năm nay seit einem Jahr, seit einem Jahr. Nếu như cái hành động nó còn kéo dài từ quá khứ cho tới hiện tại và bây giờ vẫn đang tiếp tục thì các bạn sẽ sử dụng là seit. Còn nếu như các bạn muốn nói một cái sự giới hạn từ khoảng thời gian này tới khoảng thời gian này, thì các bạn có thể sử dụng cụm von bis. Ví dụ như từ thứ hai tới thứ sáu chúng ta sẽ nói là von Montag bis Freitag, von 4 Uhr bis 6 Uhr. Nếu như là ngày, tức là một cái datum, thì các bạn sẽ dùng là vom und bis zum. Vom có nghĩa là von dem, và bis zu dem thì viết tắt thành bis zum.
Ví dụ như từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4 thì chúng ta sẽ nói là vom 21. März bis zum 21. April. Đối với câu hỏi wie lange, nhưng mà cái khoảng thời gian đó đã diễn ra trong quá khứ và bây giờ các bạn đã hoàn toàn không còn tiếp tục cái hành động đó nữa, thì các bạn sẽ không sử dụng giới từ là Zeit, mà các bạn sẽ chỉ nói khoảng thời gian thôi. Ví dụ như bạn đã ở Đức trong bao nhiêu lâu. Ví dụ cái bạn đó bây giờ hiện nay đang có mặt ở tại Việt Nam rồi và chúng ta muốn hỏi là bạn đã ở Đức trong bao nhiêu lâu, tức là cái hành động ở nó không còn tiếp diễn tại hiện tại nữa, thì các bạn không được dùng Zeit, và các bạn chỉ nói là, ví dụ các bạn ở Đức 2 năm, các bạn sẽ nói là Zwei Jahre. Wie lange hast du in Deutschland gelebt? Zwei Jahre. Tức là tôi đã ở 2 năm ở Đức, nhưng không nói rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc, tức là chỉ khoảng thời gian 2 năm. Rồi, bây giờ chúng ta còn có từ Zeit wann. Zeit wann thì cũng giống như là wie lange, tức là kể từ bao giờ, có nghĩa là người ta muốn hỏi từ đó đến nay thì đã bao nhiêu lâu rồi. Lúc nãy mình có lấy ví dụ là wie lange lernst du schon Deutsch, thì người ta cũng có thể hỏi là Seit wann lernst du schon Deutsch, tức là bạn học tiếng Đức từ bao giờ thế. Và với seit wann thì rất là dễ, các bạn chỉ cần nhớ là seit wann, câu trả lời luôn luôn là seit, bởi vì cái hành động đấy nó đang diễn ra ở hiện tại rồi. Seit wann lebst du schon in Deutschland? Seit August, từ tháng 8. Seit 2017, từ năm 2017. Hoặc là seit zwei Wochen, từ 2 tuần nay, tôi mới qua Đức được 2 tuần nay. Lúc nãy thì mình có nhắc đến một từ để hỏi là từ ab wann. Ab wann có nghĩa là kể từ khi nào. Nhưng có một cái điểm đặc biệt là câu hỏi này thường dành cho những sự kiện sẽ xảy ra ở tương lai. Tức là Zeit được dùng cho những thời điểm bắt đầu từ trong quá khứ và kéo dài tới hiện tại, thì ab được sử dụng cho một thời điểm ở trong tương lai. Ví dụ như câu hỏi là kể từ lúc nào thì tôi có thể chuyển vào sống ở căn hộ này. Ab wann kann ich in diese Wohnung einziehen? Ab wann kann ich in diese Wohnung einziehen? Bởi vì cái sự việc này chưa diễn ra cho nên câu hỏi sẽ là ab wann. Và câu trả lời cũng sẽ là ab cộng với Dativ. Ví dụ như kể từ ngày 1 tháng 9 thì bạn có thể chuyển vào. Người ta sẽ nói là ab dem 1. September kannst du einziehen. Ab dem 1. September kannst du einziehen. Với câu hỏi seit wann thì chúng ta có giới từ seit, kể từ. Câu hỏi ab wann chúng ta có giới từ ab, cũng có nghĩa là kể từ, nhưng kể từ một thời điểm bắt đầu trong tương lai.